Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson đấy ạ, màu vàng sâm panh quý bạn nhé. Ở Hyundai Tucson nó có những cái phiên bản là phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Trong các phiên bản máy xăng hoặc phiên bản máy dầu đều có những cái phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt. Thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Hyundai Tucson này đây, ở cái phiên bản máy xăng, bản đặc biệt quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và đăng ký cuối năm 2018. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi đang bán với giá chỉ nhỉnh 600 triệu đồng thôi. Tôi đã để giá cụ thể ở ngay tiêu đề của cái video này các bạn nhé. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ được thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Ở cái phiên bản đặc biệt này thì chiếc xe Tucson cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Ví dụ quý bạn thấy đây ạ, đèn pha bi xê nông này, rửa đèn pha này, đèn led ban ngày này, và đặc biệt là khóa thông minh bấm tay để mở cửa và ghế điện, cửa sổ nóc, cửa sổ trời, panorama. Bản đặc biệt này thì đầy đủ hết option rồi các bạn nhé, không thiếu một cái gì nữa, khác với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt này đầy đủ rồi các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2018 máy xăng bản đặc biệt này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ của chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì cũng đã được đăng ký là biển thành phố rồi các bạn nhé. Cái biển thì không quan trọng lắm đâu ạ, biển thì bây giờ là không quan trọng nhá. Khi mua xe cũ bắt đầu từ 15 tháng 8 thì là cái biển là phải trả lại cho chủ cũ rồi. Dù là biển tỉnh hay là biển Hà Nội hay biển thành phố đều phải trả lại cho chủ cũ hết. Chúng ta mua là được bấm biển mới luôn quý vị và các bạn nhé. Và đặc biệt chiếc xe này thì là không phải mất 20 triệu tiền biển đâu các bạn nhé. Sang tên không mất 20 triệu tiền biển các bạn ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng sản xuất năm 2018 phiên bản đặc biệt này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 này. Chắc chắn là quý vị các bạn, một số quý bạn muốn xem về cái phần gầm thì đây, tôi sẽ giới thiệu đến cái phần gầm đây. Tôi sẽ cố gắng quay về cái phần gầm cho quý vị cùng xem nhé. Đấy. Chiếc xe này thì gầm nó hơi thấp một chút cho nên là tôi sẽ cố gắng quay sát lại cái phần gầm cho quý bạn cùng xem này. Đấy, nhìn về cái đuôi bô này là chúng ta biết được luôn là chiếc xe này còn rất đẹp này, phần gầm này. Đấy, phần gầm rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đuôi bô này chưa có bị rỉ gì đâu đâu quý bạn nhé, còn rất sáng này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn quý bạn này. Đấy, đây là những cái phần gầm tôi muốn giới thiệu đến quý bạn nhé, còn nguyên bản hết luôn đấy quý bạn nhé. Đấy, riêng ở cái phần đằng trước này thì nó hơi kín, nó có cái tấm nhựa che rồi cho nên là không nhìn rõ ở cái phần động cơ đâu quý bạn ạ. Đấy, tôi cũng đã cố gắng quay được phần nào ở cái phần gầm cho quý bạn rồi. Đấy, một chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng ở phiên bản đặc biệt 2018 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2018 bản đặc biệt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ càng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.